Emeralda Ninh Bình quả thực là thiên đường tuyệt đẹp để du khách tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xanh tại Ninh Bình. Toàn bộ khu resort Emeralda đều mang kiến trúc và âm hưởng cung đình xưa của người Việt, với hầu hết nội thất là gỗ quý, mái ngói đỏ nâu. Resort toát lên sự tinh tế, nét hài hòa, sự mộc mạc mà rất đỗi thân quen. Emeralda Ninh Bình được xây dựng vào năm 2011 với kiến trúc đặc trưng của làng quê Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, đã tạo nên thương hiệu của Emeralda. Khu nghỉ dưỡng xứng đáng là điểm dừng chân lý tưởng, là nơi để bạn tìm về sau những bộn bề thường nhật, trải nghiệm và thư giãn. Emeralda Ninh Bình đạt chuẩn 5 sao và là một trong các resort nổi tiếng nhất về du lịch nghỉ dưỡng tại Ninh Bình. Nằm trong khu bảo tồn ngập nước Vân Long, lớn nhất miền Bắc, khu resort đã tái hiện một làng quê xanh ngát, mang đậm chất Bắc Bộ. Đằng sau ngôi nhà ngói độc lập là những hàng trầu cao vút, những khóm hoa dâm bụt và một ao sen nhỏ, khiến chúng tôi đắm chìm trong sự tĩnh lặng và bình yên. Mỗi sáng thức giấc, bạn sẽ được tận hưởng những ánh nắng ban mai, những tiếng chim hót trên cành cây, cảm nhận rõ những bước chân trần trên con đường làm bằng gạch gốm cổ xưa, hay đạp xe đạp bính bong qua từng xóm làng. Cảm giác tươi mới, không gian trong lành sẽ khiến bạn như đang hòa quyện với thiên nhiên, tận hưởng sự thư giãn nhẹ nhàng. Khu resort đẳng cấp này, Emeralda Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 90 km, nằm trong khu bảo tồn Vân Long, Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Các phương tiện từ Hà Nội khi đến với khu resort này, bạn có thể đi bằng rất nhiều cách như xe limousine, xe ô tô riêng, vân vân. Về phong cách thiết kế của Emeralda Ninh Bình thật ấn tượng. Emeralda Ninh Bình với tổng 172 phòng nghỉ, thiết kế kiến trúc các villa riêng biệt, được chia theo từng xóm làng, xen kẽ nào là các hàng cây xinh xắn hay các vườn rau xanh ngát, được chia các hạng phòng nghỉ hợp lý gồm 3 loại phòng là duplex, deluxe và superior. Tất cả đều trang bị đầy đủ tiện nghi như là tivi, màn hình phẳng, máy lạnh, wifi, máy pha trà, cà phê và những vận dụng cá nhân. Ngoài ra còn có đầy đủ các tiện ích khác như bồn tắm riêng, các ghế massage rất tuyệt vời. Nhà hàng Organic Restaurant. Nhà hàng Organic Restaurant với sức chứa tối đa 80 chỗ ngồi và thực đơn phong phú, bắt mắt và giàu dinh dưỡng sẽ mang đến cho du khách các bữa trưa và tối tuyệt hảo. Khi đến đây, du khách được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam và những hương vị mới lạ của ẩm thực châu Âu trong cách bài trí đậm bản sắc Việt. Nhà hàng Sen với lối thiết kế cổ điển và lối trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nhà hàng Sen tạo lên một không gian hài hòa thoải mái và là nhà hàng được yêu thích nhất tại resort. Nhà hàng có sức chứa 250 thực khách và phục vụ tất cả các bữa trong ngày với thực đơn phong phú từ món Á Âu cho đến món ăn dân dã truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, nhà hàng nằm ngay cạnh trung tâm hội thảo, hội nghị của khu với không gian xanh, ẩm thực ngoài trời. Nếu có nhu cầu, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng bữa tối lãng mạn cạnh bể bơi cho hai người dưới ánh nến lung linh, được phục vụ bởi đầu bếp riêng. Pool bar có view rất chill, hướng ra không gian ngoài trời thoáng mát. Quán tọa lạc ngay cạnh hồ bơi, chuyên phục vụ những loại đồ uống đa dạng như mocktail, sâm banh và các loại đồ uống nhiệt đới, mang đến những hương vị tuyệt vời và thú vị cho du khách.
Một điểm nổi bật của Emeralda Ninh Bình đó là có hai bể bơi ngoài trời. Mỗi bể bơi với diện tích hơn 100m² được quanh bởi cảnh núi non hùng vĩ lên thơ, mang đến một không gian tuyệt vời để thư giãn bơi lội. Cả hai bể bơi đều miễn phí cho du khách nghỉ dưỡng tại đây và có độ sâu an toàn cho mọi lứa tuổi. Thời gian mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối. Là khu nghỉ dưỡng 4 mùa, Emeralda Ninh Bình còn thiết kế một bể bơi trong nhà sử dụng nước nóng xịn sò vào mùa đông với giá thành hợp lý là 50.000 đồng một người. Nếu ở trong khu villa thì sẽ được miễn phí. Đây là khu Punba. Punba có view rất chill, hướng ra không gian ngoài trời thoáng mát. Quán tọa lạc ngay cạnh hồ bơi, chuyên phục vụ những loại đồ uống đa dạng như mocktail, sâm banh và các loại đồ uống nhiệt đới, mang đến những hương vị tuyệt vời và thú vị cho du khách. Ngoài ra ở đây còn phục vụ các bữa ăn riêng dành cho các đôi lứa và các bạn trẻ hay mọi người có nhu cầu đặt bàn ăn quanh bể bơi vào buổi tối với ánh nến lung linh rất đẹp. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Đây là khu chợ quê rất nổi tiếng tại Emeralda, Ninh Bình. Khi nhắc đến hình ảnh một làng quê Việt Nam,
ta sẽ nghĩ đến các phiên chợ quê với những cụ bà gánh hàng rau, hàng bánh hay các cô dì đi chiếc xe đạp chở các loại hoa thơm ngát như hoa sen, hoa hồng, hoa súng, các hàng hoa quả quê, hàng tôm tép, hàng xôi, bánh đúc, náo nhiệt mà đông vui làm sao. Góc chợ quê làng tôi tại Emeranda, Ninh Bình đã khắc họa sắc nét và tái hiện phiên chợ của một làng quê đậm nét truyền thống ngày xưa. Cũng là gánh hàng ấy, những món ăn bình dị ấy như bánh khoai, bánh đúc, cốc chè xôi, bún lòng, vân vân. Ngoài ra còn có những sản phẩm như lon lá, tre, mây, nguyên liệu từ thiên nhiên giản dị, những sản phẩm độc lạ và đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc tạo lên bởi những bàn tay của nghệ nhân làng nghề. Tất cả những trải nghiệm đó sẽ là những kỷ niệm khó quên về phiên bản chợ làng quê tại Emeranda, Ninh Bình.